Tìm kiếm tài năng nhí là chương trình thường niên do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức từ năm 2020. Đây là sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, giúp cho các em nhỏ có cơ hội giao lưu học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Tham gia chương trình chung kết năm nay có 10 tiết mục đến từ các cá nhân, câu lạc bộ thuộc khu vực thành phố Hưng Yên, huyện Phù Cừ, huyện Yên Mỹ, huyện Tiên Lữ và huyện Kim Động. Với nội dung phong phú, phần biểu diễn được đầu tư, luyện tập kỹ lưỡng, các thí sinh đã mang tới cho khán giả những tiết mục hấp dẫn và thể hiện tài năng của mình. Kết thúc đêm chung kết, giải nhất thuộc về tiết mục mắt sắc, tiếng đàn ta lư, rừng xanh vang tiếng ta lư của thí sinh Trần Thị Kỳ Trâm đến từ huyện Tiên Lữ. Giải nhì thuộc về tiết mục nhảy, jig samba của thí sinh Đỗ Minh Ngọc đến từ thành phố Hưng Yên.